Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tỉnh thất bùng lai, công an Long An lấy mẫu xét nghiệm ADN để điều tra cáo buộc lừa đảo. Bão Noru tràn vào miền Trung, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán. Khai trừ đảng Thứ trưởng Tô Anh Dũng và trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh. 30 cán bộ thuộc 7 bộ, cơ quan trung ương sẽ phải xác minh tài sản sau bốc thăm. Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An, vào ngày 24 tháng 9, thông báo quyết định phục hồi điều tra cáo buộc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và những người sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Báo nhà nước loan tin trong cùng ngày. Thông tin này được đưa ra sau khi vào sáng cùng ngày, Công an Long An điều khoảng 50 người ập vào tỉnh Thất Bồng Lai, cưỡng ép bắt những người trong tỉnh Thất này phải cho mẫu nước bọt và tóc mà các luật sư đại diện nghi là để lấy mẫu xét nghiệm adn tìm quan hệ huyết thống luật sư đảng đình mạnh nói với đài á châu tự do về vụ việc đột nhập này của công an rằng việc này vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì một sự việc khi trở thành vụ án tức khởi tố hình sự thì cơ quan điều tra mới có thể làm như sáng này cho đến nay họ chưa khởi tố họ có quyền điều tra trước khởi tố nhưng không được tự tiện xâm nhập vào tư gia. Vào ngày 26 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của các cá nhân và tổ chức đối với tịnh thất bồng lai liên quan đến hai cáo buộc là loạn luân và lừa đảo. Trả lời báo nhà nước vào ngày 24 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em, thời gian qua sinh sống tại tỉnh thất bồng lai đại diện cơ quan an ninh điều tra công an long an cho báo chí nhà nước biết việc lấy mẫu adn có liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh thất bồng lai không phải là trẻ mồ côi như lê tùng vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin ngược lại tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án tổng cộng 23,5 tù đối với 6 người ở tỉnh Thất Bồng Lai, bao gồm cả ông Lê Tùng Vân, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Bão Noru tràn vào miền Trung, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán. Chiều ngày 27 tháng 9, bão số 4 có tên gọi quốc tế là Noru đã tràn vào các tỉnh miền Trung Việt Nam, tàn phá nhà cửa, hàng chục ngàn người dân đã phải di tản. Theo báo nhà nước thì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9, bão số 4 vẫn còn cách bờ biển miền Trung 200 km nhưng đã làm đổ sập nhiều nhà cửa. Buổi chiều cùng ngày, mưa lớn xảy ra ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên. Đà Nẵng và Quảng Ngãi là hai nơi được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo dự báo, bão số 4 có cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, quét qua Philippines hôm 26 tháng 9 và khiến ít nhất 6 người ở nước này bị thiệt mạng tin từ truyền thông nhà nước còn cho biết tại Huế, hơn 2.500 gia đình với tổng cộng 9.500 người ở vùng bị ảnh hưởng của bão đã phải di tản. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định, hơn 70.000 người đã sơ tán. Từ sáng ngày 27 tháng 9, Phòng tác chiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã huy động 53.000 quân cùng 108 xe đặc chủng xe lội nước tham gia chống bão. Do tác động của bão, 10 sân bay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã phải đóng cửa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa bị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định khai trừ đảng vì những sai phạm liên quan đến các chuyến bay giải cứu mùa dịch COVID-19. Theo truyền thông nhà nước vào ngày 27 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật hai quan chức chính phủ vừa nêu tên. Ban Bí thư xác định ông Dũng đã thiếu trách nhiệm vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo chỉ đạo tham mưu đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 và nhận hối lộ. Ông Nguyễn Quang Linh bị Ban Bí thư xác định là đã lợi dụng vị trí công tác vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra hai ông này còn bị Đảng xác định là đã thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước đó, tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh. Trong hai năm bị dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay giải cứu cho khoảng 200 người Việt từ các quốc gia khác trên thế giới về nước. Tuy nhiên, vụ việc vào đầu năm nay bị xác định là có nhiều sai phạm do quan chức tham nhũng. Đã có ít nhất 14 quan chức chính phủ và 4 lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố và bắt giam với các cáo buộc đưa nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cho báo chí biết số tiền thu lợi từ mỗi chuyến bay lên đến vài tỷ đồng và số tiền tham nhũng là hàng triệu đô la. 30 công chức thuộc 7 bộ ngành và đơn vị trung ương có chức vụ tương đương từ phó trưởng ban trở lên sẽ phải để thanh tra chính phủ xác minh tài sản sau bóc thăm ngẫu nhiên. Truyền thông nhà nước hôm 27 tháng 9 cho biết, thanh tra chính phủ vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Theo đó, việc xác minh này được thực hiện theo luật phòng chống tham nhũng và nghị định của chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Theo kế hoạch, thanh tra chính phủ sẽ chọn ra 7 đơn vị để xác minh gồm Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thanh tra chính phủ sẽ chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên, tương đương cấp phó ban trở lên. Cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 5 cán bộ, Bộ Xây dựng có 5 cán bộ. Các đơn vị còn lại mỗi nơi 3 người. Các nội dung xác minh bao gồm tính trung thực rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai và tính trung thực của bản giải trình về nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai của ngay trên YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.